bỏ hẳn 100 đô để đổi lấy ngọt ngào. Nhưng cuối cùng chị vợ chỉ biết nhận lấy đắng cay vì sự thật phũ phàng. Thấy chồng chăm chỉ phụ vợ, vừa điệu con vừa làm việc nhà, chị vợ nọ quyết định bỏ hẳn 100 đô, tương đương 2 triệu đồng để thưởng cho chồng. Với điều kiện siêu đơn giản, rằng anh chỉ cần đọc đúng tên vợ mà thôi. Tưởng dễ như ăn kẹo với những gợi ý từ vợ, nhưng cuối cùng cái kết nó lại khiến người ta sợ hãi dùm. Anh ơi, nếu anh vẫn đồng em ghi dịch trên tay, em sẽ cho anh 100. Wow. Em lại chiêu anh đúng không? Không, em nói thật. Anh mất vẫn đồng em sẽ cho anh 100. Máy bay? Nope. Không. Thế em có gửi ý cho anh chứ, đây là cái gì, động vật hay đồ vật hay cái gì, anh có đoán được chứ? Đây là thiên yêu kịch. Đá bóng? Không, sai rồi. Đây là thiên rất yêu quý. Con mình? Trước khi anh có con, anh yêu thiên này nhất. Đi du lịch? Không, anh suy nghĩ kỹ đi. Xe hơi? Không, anh yêu anh nhất trong đời. Mẹ anh? Không, mỗi khi đâu khu anh lại ấy. Hương? Ôi trời ơi. Rồi rồi, mày xong rồi. Các bạn đã theo dõi Tám TV, tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé.